khởi tố giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Tối 22 tháng 4, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống real-time PCR tự động xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam MST và các đơn vị liên quan. Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội. Nguyễn Vũ Hà Thành, sinh năm 1979, trưởng phòng tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội. Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam MST. Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành. Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoa học Vitech. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Phương Đông. Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!